Huyền Nhi kính chào quý nhà vườn đang đến với chương trình trò chuyện cùng chuyên gia nông nghiệp. Nhà vườn Huỳnh Ngọc Ký ở Tân Phước, Lai Vung, Đồng Tháp có câu hỏi cho giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ như sau. Tôi tên Bảy Ký, xin chào chương trình. Xin hỏi muốn bón hữu cơ cho cây sầu riêng thì nên chọn phân bò, phân gà, phân cá hay phân rong biển thực vật thì sẽ phù hợp. Tôi thấy có nhiều nhà vườn tự ủ cá để tưới cho cây thì có tốt hay không? Và nếu được, cho xin một công thức ủ cá. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và ở kỳ 1, kỳ 2, chúng ta đã tìm hiểu về đặc tính, vai trò cũng như là các lưu ý khi lựa chọn phân hữu cơ trên thị trường. Như vậy còn một vấn đề cuối trong câu hỏi của nhà vườn Huỳnh Ngọc Ký, mong muốn tìm hiểu về cách ủ phân hữu cơ từ cá. Không biết thì với vấn đề này, giáo sư Nguyễn Bảo Vệ sẽ chia sẻ những gì? Huyền Nhi kính mời nhà nông Ký và anh chú cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Cái việc mà Nhi mới hỏi ý của Ký đó, thì cái dạng mà ủ cá để làm phân lỏng rồi tưới cho cây trồng, nhất là rau cải, thì cái này thì ở đồng bằng sông Cửu Long bà mình làm cái này thì cũng từ lâu rồi. Lúc mà cái cá mà nó còn phong phú đó thì bà con mình đã biết cái cách là tới cái mùa cá đó thì cho cá vào trong một cái lu như thế này, rồi cứ vậy thôi, rồi có thể là thêm một ít đường rồi này vô trong đó, rồi đậy lại để nhờ con vi sinh vật nó phân hủy, tới chừng mà cá rã ra hết rồi cái múc nước pha loãng ra đem tưới thì thấy cây trồng mình phát triển rất tốt, nhất là rau cải. Là bởi vì ở trong cá đó, như hồi nãy tôi có nói là trong ví dụ như trong cái bột cá thì cái hàm lượng đạm này nó rất là cao, nhưng mà cái đạm này mà khi mà được phân hủy nó là protein, mà khi được phân hủy thì nó sẽ ra một cái dạng nó gọi là cái amino acid. Mà cái amino acid thì chắc là em Ký và bà con mình cũng biết rồi, nó là một cái đơn vị để mà tạo ra cái protein này, mà nên nó trên cây trồng của mình cũng vậy. Như tôi nói lúc nãy đó, cái amino acid này đó cái cây nó tự tạo ra bằng cách là nó hút đạm từ ở dưới đi lên và rồi kết hợp với cái sản phẩm quang hợp là carbon để tạo ra amino acid. Amino acid đó nó sẽ làm ra cái protein, đó là cơ thể sống của cái cây trồng. Thì bây giờ nếu như mà cái amino acid này thay vì để cho cây tự tạo ra, mà bà con biết rằng là cây mà muốn tổng hợp nên được amino acid từ đạm ở dưới rễ là từ cái sản phẩm quang bên trên, thì cái cây trồng phải chi một cái năng lượng để mới làm ra cái này. Mà chi cái năng lượng có nghĩa là nó đã xài cái gọi là cái tiêu hao năng lượng, nên mình tiết kiệm năng lượng của cây bằng cách là mình đưa trực tiếp cái này lên trên để mà cho cây sử dụng, thì cái điều này rất là tốt. Mà cái ý của em Ký xới xáo lại cái vấn đề này tôi thấy nó cũng rất hay. Thì nếu như mà cái điều kiện ở cái chỗ của em Ký mà có cái nguồn cá này có thể là cá dụng giặc hoặc là những cái phụ phẩm mà sau khi người ta đã lấy cái phần thịt mà đem đi xuất khẩu và bán đi đó, còn lại những cái đầu thừa này kia đó, thì mình sử dụng nó để mà làm phân cá dạng lỏng, cung cấp amino acid cho cái cây sầu riêng bằng cách là tưới ở dưới gốc hay phun lên lá gì cũng rất là tốt. Nên tôi cũng rất là tán thành ở những cái vùng mà mình có cái nguồn này phong phú thì cũng nên khai thác để mà làm cái gọi là cái phân hữu cơ. Cái này mình có thể nói là phân hữu cơ dạng lỏng. Cái phân hữu cơ dạng lỏng nhưng mà giàu đạm, giàu amino acid. Cái con trùng quế người ta cũng làm được cái dạng này chứ không phải là cá không. Thì bây giờ tùy nơi, ở chỗ em Ký thì chắc có lẽ là em có cái nguồn này phong phú nên tôi thấy là cũng rất là tốt. Thì bây giờ em hỏi cái cách làm cụ thể, thì đây là một cái kỹ thuật, là một cái công nghệ, chắc chắn là không thể nào nói trong một cái thời gian ngắn mà có thể mình làm được.
Thì ở đây tôi cũng hệ thống trở lại, nó có ba cái cách để mà mình chuyển cái đạm, cái protein của con cá này thành ra amino acid dạng lỏng để mà mình tưới hoặc là phun lên trên lá. Nó có ba cái cách để mà chuyển này. Cái cách thứ nhất là dùng hoàn toàn bằng hóa học, công nghệ hóa học thôi, lấy acid hay là cái chất kiềm mà ở cái dạng yếu á, mình đổ vô ở trong đây. Thì bà con biết là bây giờ có những người cái công nghệ bây giờ đối lại với những cái protein chẳng hạn như là hột gà hay là hột vịt, người ta đưa cái nước chanh vô, người ta chuyển hóa mấy cái đạm ở trong đó thành ra mà amino acid, người ta dùng acid yếu là nước chanh thôi cũng được. Còn ở đây có thể là dùng acid chloric, HCl đó. Có nơi thì dùng acid sulfuric nhưng mà pha rất là loãng, và có thể là dùng kiềm NaOH nữa. Nhưng mà cái này á, thì làm nó có một cái là nó không có cầu kỳ lắm, bởi vì nó là phản hóa học. Mình chỉ cần cái điều khiển về mặt nhiệt độ là với lại cái lượng nước là đủ rồi. Nghĩa là cái nồng độ của axit này đây với lại với cái điều khiển nhiệt độ là đủ. Nhưng nó có một cái hơi khó là bởi vì bà con biết là khi mà mình đưa axit hay là kiềm vô trong cái protein này để chuyển nó thành amino acid, không phải đây là cái sản phẩm cuối cùng. Cái amino acid mình thấy không, có đạm nè, có carbon nè, thành thử ra nó tấn cái axit hay kiềm nó tấn công vô cái protein này, nó ra cái đơn vị amino acid. Mà nó nhiều khi á, nếu mình cắt nó không đúng, nó không dừng ở đây mà nó lại tiếp tục, nó lại tấn công tiếp lên trên cái này nữa, thì lúc đó nó đẩy đạm ra riêng, carbon ra riêng, thì lúc đó coi như là mình bón đạm chứ không phải bón amino acid. Bà con thấy không? Bởi vì nó tới nếu mà sâu xuống nữa là nó sẽ cắt luôn tới đây. Protein là một cái chuỗi của những amino acid nối dài như thế này. Thì khi mà mình đưa cái acid thay kiềm vào đây, nó cắt tới đây, nó cắt tại đây thì nó ra cái amino acid. Nếu như mà mình lại không dừng lại tiếp tục nữa thì nó sẽ cắt nữa. Nên đây là một cái khó, tức là lúc đó mình phải trung hòa cái này lại để cho nó dừng cái tác động này. Thì đấy là cái mà khó. Dễ nhưng mà khó, có nghĩa là mình chỉ cần điều khiển cái nhiệt độ là cái tiến trình này uống thời gian là nó sẽ diễn ra. Còn cái cách thứ hai là cái cách mà bà con nông dân của mình hay chọn, đó là dùng vi sinh vật. Nhưng mà ngày hôm nay nếu mà mình dùng cái vi sinh vật đó thì nó cũng có cái thuận lợi là vi sinh vật ngày xưa thì mình dùng vi sinh vật tự nhiên ở ngoài tự nhiên, có nghĩa là cho cá nó vô trong một cái lu, cho nước vô, xong rồi cho một số cái mật rỉ đường hoặc là đường gì đó. Thì bà con biết là trong cái cá thì nó có đạm nhiều mà nó thiếu đi cái carbon. Tôi nói nãy là cái carbon là cái con vi sinh vật sử dụng carbon làm một cái nguồn năng lượng. Thì nếu mà có đạm không có năng lượng thì nó đâu có phân hủy được, thành ra cho một số đường vô. Rồi ngày hôm nay không phải là dùng cái con vi sinh tự nhiên nữa mà ta dùng cái con vi sinh bán ở trên thị trường thương phẩm. Mà thì cái chế phẩm đó bây giờ nó gọi là OEM, thường thường cái chợ OEM đó thì phải nói, thì mình bổ sung vô ở trong đó để cho cái con vi sinh vật, vì đây là vi sinh vật nó sẽ chuyển cái protein này thành ra amino acid, nó cắt để từ cái protein này thành ra amino acid. Thì con vi sinh vật đó nó có cái đạm của cá này để làm cơ thể sống của nó có cái C là carbon đó, là từ cái mật rỉ đường hoặc là đường để mà nó làm nguồn năng lượng là nó làm được cái việc này. Nhưng mà đối với vi sinh vật sống thì bà con biết là nó phải sống nên nó mới hoạt động được. Mà sống như vậy thì bên cạnh cái thức ăn thì mình đã cho nó rồi, tức là cái protein là từ con cá, carbon là từ mật rỉ đường rồi. Nhưng mà sau đó là phải điều chỉnh cái pH của môi trường sống của nó, rồi cái nhiệt độ làm sao để cho nó phù hợp, vân vân. Thì cái đấy là trong cái điều kiện yếm khí hay là háo khí nữa, tức là cái oxy. Có nghĩa là khi mà ta ủ vậy lâu một thời gian, người ta sẽ quậy, giống như là mình ủ rượu vậy đó.
ủ mà rượu á, thì bà con ủ yếm khí. Bởi vì cái đó cái con mang rượu là hoạt động trong điều kiện yếm khí. Nhưng mà nếu như mà nó yếm khí thì khi mà nó sử dụng các cái nguyên liệu này, nó sẽ sản sinh ra khí CO2. Mà khí CO2 tích tụ nhiều á, nó làm cho con vi sinh vật này lại hoạt động chậm lại. Nên lúc đó anh ta phải lấy cây là quậy, quậy để cho khí cộng nít nó đi đi. Thì cái con vi sinh vật ở trong đây cũng vậy, ủ thời gian mà không phải quậy. Nhưng mà có một cái là ủ như thế này thì bà con cũng biết là cái mùi nha. Lúc đầu thì nó cái vấn đề ô nhiễm cái mùi cả một cái vùng thì nó cũng hơi khó. Nhưng mà sau này người ta có thêm cái con vi sinh vật nên nó tấn công khá là nhanh. Nên cái mùi, cái thời gian mà tạo mùi nó ngắn. Tới chừng nào mà ủ mà mình dở cái hạt ra chỉ nghe cái mùi nó hơi chua chua toan toản vậy thôi, thì coi như là đã đạt yêu cầu. Nhưng mà trong cái giai đoạn đầu của nó thì chẳng những mùi không mà còn một quyến rũ một số cái con khác ở ngoài môi trường nữa, còn nhất là cái con ruồi. Nên cái con gọi là gì, thuốc dòi đó, cái cây thuốc dòi bà con cũng nghĩ tới để mà chúng ta để đừng cho nó bị dòi vân vân. Cái này cũng là cái quan trọng, cái chỗ là em Ký có cái chỗ để mà mình ủ không. Với nhiều chỗ mà tôi đi thăm ở cái vùng của Tân Phú, La Ngà, tức là có cái hồ Trị An á, cái thời điểm mà do nó bị sốc nước, nó mấy con cá nổi lên chết, nó bán nó vài ngàn ký, thì có ông như vậy là mua cái ống bọng á to như thế này, rồi bít cái đáy bên dưới là đổ cá lên làm, rồi sau đó là ủ cho nó một đêm. Bởi vì cái đường vườn của người ta lớn nên ủ trong giữa vườn thì cũng không có ảnh hưởng đến lối xóm gì chiều. Thì tôi thấy cái điều đó bà con mình rất là hay. Thì ở đây bây giờ bà con chỉ nghĩ tới cái chỗ là thức ăn cho con vi sinh vật này là đạm cá, thì chất đạm thì có rồi. Bây giờ thêm cái chất carbon là từ mật rỉ đường hoặc là đường thô mình cũng được chứ không ấy. Nhưng mà con cái là mật rỉ đường thì nó rẻ hơn. Rồi sau đó là mình coi trong cái điều kiện đậy ủ nó như thế nào, rồi quậy để cho nó thoát ra, được kiểm tra lại cái pH và cái nhiệt độ. Nhiệt độ thì chắc mình không có ấy được rồi. Mình không, nhưng mà nếu mà trong những cái thời điểm mà muốn cho cái nhiệt độ nó tăng lên, bởi vì con vi sinh vật này hoạt động tốt mà nó mau á, thì nó lên 40-50 độ thì rất là tốt. Thì có thể là mình tìm cách mình trùm, mình ủ lại để mà giữ nhiệt nó tốt. Thì đối với vi sinh vật thì mình hơi khó một chút, nó là như vậy. Nhưng mà tiếp theo một cái cách nữa đó, thì với con vi sinh vật này nó cầu kỳ quá bà con, bị gì nó phải sống mà, nên người ta đã tính tới cái việc các nhà khoa học đã nuôi các cái con vi sinh vật này ở trong phòng thí nghiệm á, không có phải trong phòng thí nghiệm mà trong nhà máy á. Người ta điều khiển nhiệt độ, ẩm độ, thức ăn rồi nãy kia, pH người ta chỉnh rất là tốt để cho con vi sinh vật này nó sinh sôi nảy nở, thì tất nhiên nó sẽ tạo ra những cái men. Cái men, bây giờ cái con vi sinh vật này là không phải là khi mà mình trộn nó vô ở trong con cá này mà nó nhai con cá giống như là con sâu hay là con ấy, mà là nó cũng tiết ra những cái men để mà nó phân hủy cái protein này thành ra cái amino acid. Thì bây giờ thay vì để cho con vi sinh vật này nó làm cái việc đó, thì người ta chủ động ở trong nhà máy, người ta trích cái men mà để nó phân hủy cái này ra luôn, trích thô thôi chứ cũng đâu có cần cầu kỳ gì. Mà cái men này thì bà con biết là nó hoạt động ở những cái điều kiện nhiệt độ và pH nó tương đối là cao. Có nghĩa là mình không phải trong cái thời gian mà ủ cái men dưới con cá này thì không có ảnh hưởng nhiều lắm về mặt mà gọi là pH nhiệt độ, bởi vì nó chịu đựng. Nhưng mà nếu như mình điều khiển được nhiệt độ và pH nữa thì cái men này nó sẽ hoạt động tốt hơn. Vậy thì cái men này bà con mua ở đâu? Trên thị trường nó đều có bán. Thì đối với cá thì bà con biết là ở trong cá nó vẫn có một cái lượng mỡ cá ở trong đó. Nên nếu như mà mình chỉ sử dụng cái men. Men thì đối với cái ủ cá này thì nó có ba cái loại men. Nó gọi là enzyme đó. Một cái men thứ nhất là men phân hủy chất đạm, nó gọi là protease. Cái men thứ hai là nó phân hủy chất béo. Vì con cá nào mà họ không có chất béo ở dưới cái bụng của nó thì nó gọi là lipase.
và một cái men nữa đó là cellulite, tức là trong đây vẫn có một ít là cái chất xơ ở bên trong cá, nên người ta đưa vô đây là ba cái loại men để mà nó phân hủy cái này được nhanh. Và để mà phân hủy cá này phân hủy được nhanh hơn nữa thì trước khi người ta đưa cái men này đó thì người ta có thể sử dụng thêm cái nước khóm hoặc là cái nước đu đủ á. Thì cái này thì mấy bà nội trợ thì biết rồi. Rồi khi mà muốn hầm thịt mà cho nó mau nhừ á thì khóm đó người ta sắc ra người ta trộn với thịt cái rồi sau đó để một thời gian ngắn rồi bà con đem nấu và thịt nó mau rã lắm. Thì những người có kinh nghiệm có thể bổ sung thêm cái nước khóm hoặc là cái đu đủ, những lát đu đủ vô trong đây thì để giúp cho, bởi vì ở trong đó thì nó có cái bromelain và cái babein là những cái chất mà nó có thể phân hủy cái protein này, tức là cái đạm cá này xuống, rồi sau đó là những cái men mà tôi nói, cái men mà phân hủy đạm protease hoặc là cái men lipase, tức là phân tích mỡ, nó phân hủy mỡ, rồi cái men cellulite nó sẽ cắt tiếp mấy cái này xuống nữa, thì cái việc mà ủ cá ở dạng lỏng này nó sẽ được tốt hơn. Thì với cách ủ này thì thường do mình chủ động để men vô nên cái mùi mà khó chịu ở cái giai đoạn đầu của cái việc ủ này thì nó ít hơn. Và cái việc ủ bằng cái men này á, nó sẽ rút ngắn cái thời gian hơn rất nhiều so lại với ủ vi sinh vật. Bởi vì mình biết là ủ vi sinh vật thì phải làm cho vi sinh vật nó sinh sôi nảy nở lên rồi nó mới tiết ra men, men đó mới tấn công vô đây mới làm ra amino acid. Thì bây giờ thay vì cái con vi sinh vật này cho vi sinh nở thì người ta đã cho nó sinh sôi nảy nở ở trong nhà máy rồi mới lấy cái men ra, thì đưa men trực tiếp lên đây nên cái thời gian ủ này là ngắn hơn. Thì khi nào mà em Ký và bà con thấy rằng khi mình dỡ cái chậu ủ mà mình đã ủ ra đó, mình lấy kem quậy mà mình thấy nó có hai cái lớp, mà có cái lớp nước ở bên dưới và cái lớp sát bã nó ở bên trên, thì lúc đó và cái mùi của nó trở nên nhẹ ra thì mình có thể pha loãng. Cái tỷ lệ pha loãng thì tùy vào cái mức độ mà cá, như thông thường pha tỷ lệ 1:200, tức là một lít cái men cái phân cá mà dạng lỏng này, một lít thì có thể em pha vô trong một phi nước, thùng phi nước, rồi sau đó là đem phun, đem tưới gì cũng được. Thì cái đấy thì do mình ủ này nó cũng không có cái gọi là xác định cái liều lượng gì nên cái tỷ lệ này nó cũng ở một cái mức độ như vậy. Nhưng mà em Ký với bà con nông dân, để làm tốt được cái này tôi nghĩ rằng với cái phần nói chuyện của tôi như thế này thì bà con cũng chưa có làm được đâu, cần phải tìm hiểu sâu hơn. Mình biết rằng nó có những cái cách như vậy rồi bà con mới nắm cái tình hình sơ bộ như vậy, rồi bà con tìm hiểu sâu hơn cái này thì chúng ta sẽ ủ nó tốt hơn. Nhưng mà nó cũng không phải quá phức tạp đâu, bởi vì bà con mình, ông bà mình và nông dân mình cũng đã từng ủ cá để tưới cho cây rồi mà, thành ra cái chuyện nó không phải phức tạp. Nhưng mà ở đây mình ý muốn nói là để làm cho nó hoàn hảo đó, chứ không phải là chứ làm thì dùng được thôi, nhưng mà để cho hoàn hảo thì chúng ta phải tìm hiểu sâu hơn. Thì nếu mà có một cái dịp nào đó thì chúng ta bàn sâu một vấn đề thì nó mới ra được, chứ đây chỉ là một cái gợi ý, một số cái ý để cho em tham khảo. Chào, tôi hy vọng rằng em có thể, em Ký có thể làm được tốt cái việc này. Chào em. Dạ vâng, Huyền Nhi xin được cảm ơn giáo sư ạ. Và bà con thân mến, vừa rồi giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ đã có những phần phân tích chi tiết tỉ mỉ về phân hữu cơ, và mong rằng với phần tư vấn này sẽ giúp cho nhà vườn 7 Ký và quý bà con có cơ sở lựa chọn loại phân hữu cơ phù hợp với vườn cây nhà mình. Vâng, và cuối chương trình thì một lần nữa con xin được cảm ơn thầy đã dành thời gian tham gia cùng chương trình. Kính chúc thầy sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong cái quá trình mà chuyển giao kỹ thuật cùng với quý bà con ạ. Chào anh.